Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 5 của Dushan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. MS nhập hơn 2.000 tấn vật liệu phục vụ sản xuất dự án Yawa 9 và 10. Triển khai khóa đào tạo công nghệ hàng cơ bản cho 39 kỹ sư trong công ty. Tham gia giải bóng đá công đoàn khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ tư. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, nhà máy MHS đã tiếp tục nhập hơn 2.000 tấn thép tấm để phục vụ sản xuất cho dự án Yawa 9 và 10. Đây được xem là dự án chủ lực của nhà máy MHS trong năm 2021. Đây là đợt nhập vật liệu thứ 7 của dự án Yawa 9 và 10 kể từ khi MHS bắt tay vào sản xuất ngày 1 tháng 2 năm 2021. Có hơn 2.000 tấn thép tấm đã được nhập ngày 4 tháng 5 dùng để chế tạo kết cấu thép, coil silo, deck support và piping. Sau khi hoàn thành, chúng sẽ thực hiện nhiệm vụ nâng đỡ lò hơi, vận chuyển than và xử lý bụi than tại nhà máy nhiệt điện Yawa 9 và 10. Tham gia vào dự án, nhà máy MHS chịu trách nhiệm sản xuất 28.800 tấn kết cấu lò hơi, ADES, GADES, coil silo, coil piping, birthday và hanger support. Hiện nay, MHS đang phối hợp cùng các nhà thầu phụ thực hiện công đoạn chế tạo boiler step structure và coil silo. Trong khi đó, nhà máy Water chịu trách nhiệm sản xuất 7.200 tấn boiler step structure. Tính đến nay, tổng dự án đã hoàn thành được 9% tiến độ. Theo kế hoạch, chuyến xuất hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021 và sẽ kết thúc dự án vào năm 2024. Yawa 9 và 10 là dự án được ký kết vào tháng 2 năm 2021 liên quan đến việc chế tạo và cung ứng hơn 36.000 tấn kết cấu lò hơi, ống dẫn, cột đỡ, hệ thống chứa than, hệ thống khử lưu huỳnh và một vài thiết bị khác, sử dụng công nghệ siêu tới hạn để phát điện với hai tổ máy công suất lên đến 2.000 MW. Tiếp tục các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nguồn năng lực, ngày 28 tháng 4 vừa qua, Bộ phận Đào tạo đã tổ chức thành công khóa học công nghệ hàng cơ bản dành cho 39 kỹ sư nhằm giúp họ nâng cao kiến thức, chuyên môn và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực hàng. Hàng được xem là một trong những kỹ năng không thể thiếu đối với các kỹ sư và công nhân khi làm việc tại Dushan Vina. Chính vì vậy, công nghệ hàng cơ bản được xem là khóa học quan trọng được tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm giúp các học viên trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và tay nghề liên quan đến hàng để công việc được diễn ra thuận lợi, mang tính chính xác và đạt hiệu quả cao. Tham gia khóa học diễn ra vào ngày 28 tháng 4 là 39 kỹ sư đến từ các nhà máy, khối đội được tuyển dụng vào công ty từ năm 2020 đến nay. Trong thời gian 8 giờ đồng hồ, các kỹ sư đã được giảng viên nội bộ, trưởng phòng đào tạo Nguyễn Tấn Sửu hướng dẫn, chia sẻ về tổng quan và tìm hiểu về các phương pháp hàn, yêu cầu về an toàn và thực hành các phương pháp hàn SMAW, FCAW, TCAW, cách sử dụng máy hàn v.v. Đồng thời, những câu hỏi thắc mắc liên quan cũng đã được các giảng viên giải đáp nhanh chóng, dễ hiểu. Thông qua khóa học, các học viên còn có cơ hội được bồi dưỡng và tiếp cận với công nghệ hàng cơ bản đang được sử dụng tại Dushan Vina, giúp họ hiểu rõ và nắm vững kiến thức, kỹ năng để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Thưa các bạn, ngay trong buổi ra quân đầu tiên vào tối ngày 25 tháng 4 vừa qua, tại giải bóng đá nam nữ truyền thống lần thứ tư do Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức, các cầu thủ Dushan Vina đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình trong trận đấu với các cầu thủ King Maccabi. Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến 30 tháng 5 với sự tham dự của 420 cầu thủ thuộc 19 đội bóng nam và 9 đội bóng nữ đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Các đội chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó sẽ chọn ra 2 đội nhất nhì bảng vào thi đấu vòng tiếp theo. Góp mặt tại giải đấu này, Dushan Vina có 23 cầu thủ tranh tài ở hai nội dung Futsal nam và nữ. Trong trận ra quân đầu tiên diễn ra vào tối ngày 25 tháng 4, đội bóng đá nam Dushan Vina đã thi đấu đầy ấn tượng khi cái màn lội ngược dòng thành công trước các cầu thủ của đội King Maccabi với tỷ số hòa 3 đều.
Sau trận này, các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá nam Dusan Vina sẽ lần lượt gặp các đội Chelsea, V-Ship, Rockwell tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, dự kiến trong các ngày 15 và 16 tháng 5 tới. Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021. Thông qua giải lần này sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đoàn kết trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, đồng thời cũng là dịp để lựa chọn các cầu thủ, các hạt giống tốt tham dự những giải do công đoàn cấp trên tổ chức. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DTTV V12N33. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Azu với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.